Em hơi hồi hộp á. Bình tĩnh lại đi em. Và cái điều đầu tiên em muốn nói đó là cái bài hát đầu tiên anh hát về mẹ á, thì em cũng rất thương mẹ. Mẹ em hồi nhỏ rất là khổ. Em cũng nghe nói là anh còn mẹ thôi, nhưng em cũng rất là thương mẹ. Em cũng rất hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội để về em cũng có thể chăm sóc mẹ của anh luôn. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cảm ơn em đã có những cái suy nghĩ và cũng có cái tấm lòng đó đối với anh cũng như là mẹ anh. Dạ. Thực sự khi mà gặp anh thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy cái nội tâm của anh hơi nhiều. Em cũng là một người sống nội tâm, nhưng mà mẹ em có nói là em rất là cứng rắn cứng cỏi. Tại vì em sống nội tâm nhiều thì em phải mạnh mẽ. Mà mẹ để em vượt qua nhiều chuyện. Thêm một cái nữa là em rất là tự lập. Từ nhỏ năm lớp 10 khi mà em học xong 3 tháng nghỉ hè là em đã vào ở trong thành phố em làm. Đến bây giờ em vẫn tự lập. Những cái gì em mua đều là do công sức của em làm ra. Theo anh được biết thì bạn này hiện tại thì em cái thời gian của em sắp xếp như thế nào? Ví dụ như quen nhau đến với nhau thì em có dành nhiều thời gian để cho chúng mình hay không? Không, nếu mà em quen thì em sẽ dành rất là nhiều thời gian cho anh. Hồi nãy cái câu đầu tiên mà làm anh rất là cảm động là em nói ngay về mẹ. Tại sao khi nghĩ về mẹ thì em lại có nhiều cảm xúc như vậy? Thì mẹ em hồi nhỏ thì khổ. Nuôi cho 6 người con, cũng có 3, nhưng mà mẹ khổ rất là nhiều. Ba em thì hơi phong kiến một chút xíu. Ba em rất quy tắc. Em cũng sợ ba, mẹ em cũng sợ nên em rất là thương mẹ. Đa số em dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn. Dạ. Thế nên chúng ta dễ dàng nhận thấy cái cảm xúc nó dâng lên mắt và nó muốn trực trào ra ngoài khi mà nói về người mẹ, đúng không? Dạ. Cho phép được yêu là gia đình số 1. Quyết Nhung, chúc mừng Quyết Nhung, con của mẹ Nguyễn Thị Đặng. Thưa quý vị, Quyết Nhung với màu áo đỏ rực rỡ, nóng bỏng, đầy đam mê và quyết tâm chinh phục chàng trai này. Liệu rằng Tấn Phương sau màn trò chuyện rơm rớm nước mắt và rất thấu hiểu nhau với những rung cảm đầy chân thật, thì Tấn Phương có đồng ý đi vào trong để dắt tay Quyết Nhung ra sân khấu hay không? Chúng ta cùng đếm to nha. 1 2 3. Let's go. Yeah. Đẹp đôi quá đi. Quá đẹp đôi. Đẹp đôi quá đi. Chưa bao giờ mà trong chương trình Cho Phép Được Yêu Trâm lại thấy một cặp đôi quá đẹp đôi đến như vậy. Chính xác, ăn rơ về cái phong cách thời trang nữa. Một chàng thì rất là fashion, đen đỏ, mạnh mẽ. Một cô nàng thì rất là quyến rũ, đầy đam mê, trắng đỏ, đúng không? Bây giờ hỏi nhân vật chính, em cảm thấy như thế nào Nhung ơi? Em cảm thấy như thế nào khi mà Phương đi vào trong thì tim mình có hồi hộp không? Dạ có. Em không có nghĩ là gia đình anh Phương với là anh Phương là chọn em. Tại vì cái bé kia rất là thùy mị, cái cá tính rất là nhẹ. Em cứ nghĩ ngay từ đầu em ở đây, em cứ nghĩ là gia đình sẽ chọn. Từ khi mà Nhung bước ra và đối diện với em trên sân khấu này, thì em cảm nhận được từ trong ánh mắt của Nhung, từ cái cách của Nhung nói với em, em cảm nhận được là Nhung là một người sống thật lòng và có tâm. Nó phù hợp với cái tính cách của em. Vậy thì bây giờ hai em đối mặt với nhau, nói câu gì dành cho nhau coi nè. Có thể đưa tay ra cho anh nắm cho đỡ rung. Người ta rung kìa. Bây giờ em ôm chứ em không có nắm tay. Bây giờ em ôm chứ em không có nắm tay. Wow. Ôm luôn đi ra. Chúng ta đã đi đến bây giờ rồi thì còn gì nữa mà chúng ta không đám cưới nhỉ? Anh cũng hy vọng ngày đó sẽ sớm.
Và có lẽ trước khi khép lại chương trình này, muốn nghe mẹ nhà gái nói một câu. Thưa bác ạ, bây giờ cảm xúc của bác như thế nào ạ khi mà con gái của mình đã đòi cưới chồng? Dạ, đòi cưới chồng ạ. Rất vui. Vui ạ? Hân hạnh, rất vui. Mẹ cũng mong là hai đứa hiểu tính hết. Mẹ cũng cầu chúc cho con được sanh con để cháu ra cho mẹ. Mẹ bồng. Mẹ vui ạ. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.